Xin chào anh chị, lại là Biển Xanh đây. Anh chị đã xem bao nhiêu video liên quan đến bất động sản của Biển Xanh rồi? Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Ở trong video này thì Biển Xanh đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất là 22 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một lô đất pháp lý minh bạch, rõ ràng, an toàn. Một lô đất ngộp giá rẻ do là chủ đất đang cần tiền bán gấp trong 3 ngày. Chính vì thế mà đưa xuống cái giá nó vô cùng là rẻ để anh chị mình có thể sở hữu được. Và cái diện tích ngày hôm nay là ngang 4m và dài là 18, tổng diện tích là 72m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. 4 dài 18 là đã trừ về hè rồi, vỉa hè rộng 3m và lòng đường nhựa là 6m chạy thông. Và cái vị trí này thì đất gò cao ráo, xây dựng tự do anh chị nhé. Giá chốt là 1.139.000.000 do là đang cần bán gấp trong 3 ngày. Chính vì thế mà đưa với cái giá chốt luôn cho nó nhanh, chứ không có lòng vòng đưa giá cao để mà trả giá thương lượng nữa. Cho nên là cái giá này là giá chốt luôn và bao tất cả thuế phí công chứng sang tên cho chúng ta anh chị nhé. Và lô này thì anh chủ cũng có hỗ trợ chúng ta vay 3 bên luôn. Nếu những anh chị nào chúng ta còn thiếu khoảng vài trăm, muốn ngân hàng trợ giúp thì anh chủ đất cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta vay ngân hàng 3 bên luôn. Với cái giá nó khá là mềm và rẻ, chỉ có ở trong cái giai đoạn thời điểm này chúng ta mua được giá hời thôi anh chị nhé. Và cái vị trí thì nó rất là đẹp, không bị lỗi phong thủy, đất gò cao ráo, sổ sách pháp lý rõ ràng. 1.139.000.000 quý anh chị mình hãy nhanh tay lên. Và những cái vị trí mà giá hời, giá ngộp thì đa phần cũng bán rất là nhanh. Trong giai đoạn này nhiều anh chị nói là đất đứng không có người mua, nhưng mà những cái lô đất ngộp giá hời khi mà Biển Xanh quay lên thì đa phần là cũng bán rất là nhanh. Nhiều anh chị người ta đã theo dõi một cái quá trình rất là lâu rồi. Chính vì thế mà khi mà thấy được những cái lô mà đẹp giá rẻ là người ta biết liền và người ta sẽ mua rất là nhanh. Anh chị hãy nhanh tay lên khi mà chúng ta xem được những cái vị trí mà cảm thấy ưng ý cũng như là vừa với túi tiền của mình, thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm, tất cả mọi thứ Biển Xanh biết được sẽ chia sẻ toàn bộ cho chúng ta và dẫn anh chị mình đi xem những cái vị trí giá đẹp, giá hời cũng như là vị trí an toàn để mình mua đầu tư sinh lời trong giai đoạn này anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn một nút đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để theo dõi nhiều thông tin hữu ích anh chị nhé.